Người đàn ông này chính là một hacker cực kỳ đẳng cấp với chỉ số IQ chạm ngưỡng gần 500 của mình. Anh chỉ cần một cú kích chuột cũng có thể làm mất điện của toàn thành phố, dễ dàng xâm nhập vào tất cả các hệ thống an ninh mạng, bảo mật nhất trên toàn thế giới. Ngay cả anh Hiếu PC cũng khóc thét khi nghe thấy tên của anh. Ngoài ra anh ta còn có khả năng thao túng tâm lý người khác một cách dễ dàng. Vậy anh ta là ai mà lại giỏi đến như vậy? Và làm thế nào anh ấy có thể hết lần này tới lần khác thoát khỏi mảnh lưới của pháp luật? Xin mời các bạn cùng theo dõi bộ phim với mình nha. Thanh niên này tên là Benjamin, đang đến cục điều tra hình sự để tự thú. Anh tự nói mình chính là hacker có mật danh và nói rằng anh có thể tìm băng đảng xã hội đen trên mạng mà cảnh sát vẫn đang truy lùng. Có điều Benjamin chỉ muốn hợp tác với nữ cảnh sát Han. Han là điều tra viên trưởng của nhóm hành động chống tội phạm mạng đặc biệt của Europol. Bà đã điều tra băng đảng xã hội đen này 3 năm cho đến nay vẫn chưa có tiến triển. Hiện tại đang trong tình trạng tạm dừng. Benjamin nhìn thấy nữ cảnh sát thì bắt đầu kể lại câu chuyện của mình. Khi anh chưa sinh ra thì cha đã bỏ lại mẹ và mất tích, chưa từng xuất hiện. Lúc anh 8 tuổi mẹ cũng chết vì tự sát. Sau đó anh và bà nội sống dựa vào nhau. Cha của bà nội mất trong chiến tranh thế giới thứ hai, chỉ giữ lại 3 vỏ đạn làm di vật cho bà nội. Nguyện vọng từ nhỏ của Benjamin là làm một siêu anh hùng. Thế nhưng anh luôn bị người ta phớt lờ, không hề có chút cảm giác tồn tại. Sau khi trưởng thành anh cũng chỉ là một nhân viên giao hàng pizza. Nữ cảnh sát cắt ngang lời kể của Benjamin, nói rằng bà không có hứng thú với vết thương lòng của Benjamin. Bà chỉ muốn biết Benjamin tiếp xúc với băng đảng xã hội đen trên mạng kiểu gì. Benjamin nói rằng hacker giống như ảo thuật, dựa vào thuật che mắt. Nói xong anh dùng 4 viên đường làm một thao tác ảo thuật. Chỉ thấy hai tay của anh chuyển đổi giữa 4 viên đường và biến thành một viên. Benjamin bắt đầu ngồi trước máy tính từ năm 14 tuổi. Anh bẻ khóa hệ thống đầu tiên mới phát hiện bên ngoài thực tế còn có một vũ trụ có khả năng vô hạn. Benjamin trong thực tế là một người cô đơn và vô danh, nhưng anh có thể trở thành người muốn trở thành như nào cũng được trong trang web tối. Trong số rất nhiều siêu hacker, chỉ có một người tên X là thần tượng của anh. X là ngôi sao trong giới hacker. Anh có 3 quy tắc. Thứ nhất, không có hệ thống nào là an toàn. Thứ hai, dám làm thì mới thắng. Thứ ba, vui chơi trong không gian tiệc tùng và không gian ảo. Hôm đó, Benjamin tới trường học giao bánh pizza, gặp Marie, một cô gái mà anh phải lòng hồi học cấp 2. Nhưng hôm nay, 10 năm sau, Marie đã không nhớ nổi Benjamin là ai. Benjamin biết được Marie đang lo lắng về kỳ thi cuối cùng của cô, đã lẻn vào trường học, xâm nhập vào máy chủ trung tâm để ăn cắp đề thi. Ai ngờ anh bị bảo vệ trực đêm bắt ngay tại trận. Vì Benjamin không có tiền án nên lần này cũng không tổn hại gì. Thẩm phán chỉ phạt anh làm lao động công ích 50 tiếng. Trong thời gian này, Benjamin quen biết Mark, cũng là một hacker. Tính cách của Mark khá tọc mạch, có một sức hấp dẫn vô hình trên người. Tính cách của Benjamin hoàn toàn khác anh ta, nhưng họ có điểm chung là đều hâm mộ hacker X. Mark dẫn Benjamin gặp hai người bạn khác của anh là Stefan và Paul. Stefan là bậc thầy lập trình, có thể tìm ra Mark trong bất kỳ chương trình nào. Paul là một kẻ cuồng phần cứng, đưa cho anh ta một cái kẹp giấy và một bom mạch chủ thì có thể xử lý tất cả. Để chứng minh thực lực của mình, Benjamin thể hiện kỹ năng, lập tức làm tê liệt hệ thống cung cấp điện. Cứ thế, Benjamin trở thành một thành viên trong nhóm họ. Mark nói với Benjamin rằng muốn làm một hacker lành nghề, kỹ thuật xã hội là môn bắt buộc, bởi vì bắc bảo mật lớn nhất không tồn tại trong bất kỳ chương trình hay máy chủ nào. Con người mới là bắc bảo mật lớn nhất. Bản chất con người là cả tin và nhút nhát. Làm chủ được kỹ thuật xã hội thì có thể trau dồi hai tính cách này dung hòa trong cơ thể mình. Nói xong, anh ta dạy Benjamin ngay tại chỗ. Chỉ thấy anh ta lấy ra một hộp bánh tráng miệng có thông tin đặt hàng trong thùng rác, sau đó đến tiệm bánh tráng miệng, tự tin lừa được 2 chiếc bánh donut sô-cô-la. Điều này khiến Benjamin ở bên cạnh chết lặng. Mark nói với anh, chỉ cần mặt cậu đủ dày thì thế giới sẽ nằm dưới chân cậu. Sau đó Mark bảo Benjamin tham gia hoạt động hacker đầu tiên. Họ đổi quảng cáo tuyên truyền cuộc bầu cử chính phủ thành video hài một cách dễ dàng. Nghe đến đây, nữ cảnh sát thẩm vấn đám người Benjamin không thể có năng lực lớn như vậy. Vì thế, Benjamin buột miệng nói ra số bảo hiểm xã hội, số tài khoản ngân hàng và nhiều thông tin riêng tư của nữ cảnh sát. Thậm chí anh còn biết cả chuyện nữ cảnh sát từng bị sảy thai dẫn đến vô sinh. Nữ cảnh sát không nói nên lời, bà dường như trần trụi trước mặt Benjamin. Cảnh chuyển đến trong hồi ức, bởi vì bà nội của Benjamin mắc chứng mất trí nhớ vào 4 năm trước. Tình hình bây giờ càng nghiêm trọng, Benjamin đành nghe theo lời của bác sĩ đưa bà nội vào viện và nhận được sự chăm sóc chuyên nghiệp tốt nhất. Hành động đầu tiên của nhóm Benjamin thành công thì cần gấp một trụ sở. Vì thế anh liền đặt trụ sở tại căn nhà của bà nội. Họ đặt cái tên này là Clay, nghĩa là chú hề đang cười nhạo bạn. Sau đó họ hack vào hệ thống chứng khoán,
khiến biểu đồ hiển thị xu hướng xuất hiện hình ngón tay giữa. Sau đó lại hack vào màn hình quảng cáo của một nhà sản xuất dược, mỉa mai về việc họ giết động vật làm thí nghiệm. Nhóm Benjamin còn tấn công hệ thống thương mại điện tử, những ông trùm nội thất và các ngành nghề mà họ có thể nghĩ đến. Mà hành động của họ không vì lợi ích, không vì mục đích gì, chỉ muốn chứng minh thực lực. Vì thế họ nhận được rất nhiều lời khen trên mạng. Thế nhưng, họ muốn nhận được nhất là sự công nhận của thần tượng X. Thông qua quá trình thăm dò, họ phát hiện thần tượng không quan tâm tới họ chút nào, thậm chí còn cười nhạo mấy người là kẻ vô danh. Họ quyết định phải làm một hành động không ai sánh kịp. Cuối cùng họ chọn mục tiêu là cơ quan tình báo Đức ở cấp hoàng gia. Đầu tiên họ theo dõi xe rác của cục tình báo đến trạm xử lý rác thải. Họ tìm kiếm thông tin trong đống rác cao như núi. Cuối cùng họ tìm thấy một thiệp chúc mừng của nhân viên. Họ gửi link hình ảnh có cấy Trojan Horse cho nhân viên kia. Nhân viên đó mở liên kết làm mở đường cho họ xâm nhập, nhưng nhóm người Benjamin vẫn không thể xâm nhập được vào mạng nội bộ để vào máy chủ. Vì thế họ mặc bộ đồng phục và đeo mặt nạ chú hề xâm nhập vào tòa nhà cục tình báo vào ban đêm. Sau khi thành công, họ đến quán bar để ăn mừng. Benjamin gặp lại Mary, anh lấy hết dũng khí lớn nhất để tỏ tình với cô. Ai ngờ vừa quay người lại thấy Mark đang hôn Mary say đắm. Trở về nhà, Benjamin tức giận chỉ trích Mark, bởi vì Mark biết rõ anh đã yêu âm thầm Mary từ lâu mà vẫn cướp đi tình yêu của mình. Mà Mark lại khinh bỉ nói không có họ thì Benjamin chẳng là thá gì cả. Benjamin chịu đả kích quyết định chứng minh thực lực của bản thân. Hóa ra lúc hack vào cục tình báo, anh đã lén đánh cắp một tài liệu được mã hóa. Để có được sự ưu ái của thần tượng X, Benjamin đã đưa phần tư liệu này cho X. Bên này, nữ cảnh sát đến văn phòng của cục tình báo để điều tra. Bà chỉ thấy máy in ra dòng chữ rằng Clay đã đến đây. Cái được gọi là hệ thống bất khả xâm nhập lại bị Kali phá trong vòng 2 phút 23 giây. Nhân viên kỹ thuật tóm tắt tình hình cho nữ cảnh sát xong thì bộc lộ lời khen ngợi với Clay. Hệ thống giám sát cũng bị xử lý sạch sẽ, không để lại bất kỳ manh mối nào. Buổi sáng, Benjamin thấy Mark xuất hiện ở trước mặt mình thì hai người đánh một trận. Lúc này, tin tức thông báo một hacker với tên Krypton đã bị giết. Theo kết quả điều tra, vụ án có liên quan đến hacker tấn công cục tình báo Đức vào đêm trước đó. Bởi vì bên cạnh thi thể phát hiện một danh sách tuyệt mật, danh sách đó nói rằng hacker bị giết thực ra là gián điệp của băng đảng tội phạm mạng của cục tình báo. Benjamin xem tin tức biết rằng mình gây họa lớn rồi. Lúc đó, anh tìm thấy một bí mật ẩn trên máy chủ tình báo. Sau đó bẻ khóa và tải về tư liệu của một nhân viên. Sau khi gây xích mích với Mark, anh liền gửi tư liệu đó cho X. Nhưng thật sự không ngờ sự việc lại nghiêm trọng như vậy. Càng không ngờ X lại bán tài liệu này cho băng đảng tội phạm mạng. Mà bây giờ mọi người đều cho rằng Clay giết người. Ban đầu mọi người chỉ muốn nghịch máy in của cục tình báo để chứng minh thực lực. Nhưng hành động lỗ mãng của Benjamin đã khiến họ rơi vào tình thế nguy hiểm. Benjamin quyết định tìm ra thân phận thật của X. Chỉ như vậy họ mới thoát khỏi nguy hiểm. Vì an toàn, họ dùng đường dây mạng công cộng tại một thư viện nhà nước. Benjamin tự xưng, tôi là ai, để tìm kiếm X. X nhanh chóng gửi video riêng tư cho anh. Benjamin nói rằng họ muốn gia nhập vào nhóm của X. X nói rằng họ làm vụ việc của cục tình báo rất tốt, nhưng phải hoàn thành một nhiệm vụ để thử thách. Bởi vì Benjamin online quá lâu, bên nữ cảnh sát đã khoanh vùng vị trí của anh và đang tới đó. Sau khi Benjamin nhận được nhiệm vụ trong Gmail thì mọi người lần lượt rời khỏi hiện trường. Lúc này, cảnh sát đã tới, vì để cảnh sát tin Clay chỉ có một người. Benjamin đã đeo mặt nạ chú hề trong lúc chạy trốn. Nếu bị bắt anh có thể nhận mọi trách nhiệm về mình. Lúc chạy trốn Benjamin gặp phải nữ cảnh sát, nhưng may thay anh mạo hiểm thoát khỏi sự truy bắt. Nữ cảnh sát đã bị cách chức vì không phá được án. Bên này, nhiệm vụ mà X giao cho Benjamin là cấy virus vào trong máy chủ của Europol. Như vậy, anh ta có thể xâm nhập vào hệ thống Europol bất cứ lúc nào để theo dõi và thay đổi tình báo. Nhóm Benjamin muốn tìm ra thân phận thật của X, vì thế nghĩ ra cách dùng virus đè lên virus. Khi X đăng nhập vào máy chủ Interpol thông qua cổng thông tin của họ, họ có thể lấy quyền truy cập máy tính của X và biết được danh tính thực sự của anh ta. Trước khi hành động, nhóm người Benjamin đã thiêu căn nhà của bà nội để tiêu hủy mọi dấu vết. Mọi thứ đã sẵn sàng. Họ đổ xô tới Europol ở Den Haag, nhưng ở đây được bảo mật rất tốt. Họ thử tìm kiếm ở khu rác thải, cách mò cá này vô dụng. Vì thế họ đi vào cống nước tìm lỗ hổng. Mark không cẩn thận bị một chiếc đinh đâm vào lòng bàn tay, nhưng họ vẫn không nhận được gì. Benjamin tin rằng mọi người đôi khi sẽ bất cẩn. Quả nhiên lúc anh ngồi xổm bên ngoài nhặt được một thẻ khách, bởi vì lỗi lầm của anh mà cuốn mọi người vào, cho nên anh phải giúp họ thoát khỏi phiền phức. Vì thế nửa đêm anh đã lẻn ra ngoài hành động một mình lúc họ đang ngủ. Anh nhớ tới kỹ thuật xã hội mà Mark dạy anh, nên lấy dũng khí tới trạm canh gác. Benjamin đưa thẻ khách ra và nói với chú bảo vệ rằng lúc tham gia họp lớp hôm nay, không cẩn thận đánh rơi ví tiền trong nhà hàng. Chú bảo vệ rất cảnh giác và không dễ mở cửa cho anh. Benjamin đáng thương lắp bắp nói rằng trước đây cũng từng đánh rơi ví tiền, và vì thế bị cha đánh cho một trận nên thân. Nếu lại làm mất lần nữa thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Chú bảo vệ thấy vẻ mặt đau buồn của Benjamin thì nảy lòng thương xót và dẫn anh vào nhà hàng.
Benjamin nhanh chóng chui xuống bàn ăn và dán chiếc hộp nhỏ. Trong hộp là một nền tảng mạng song song được thiết lập với cùng một nền tảng xác thực. Chỉ cần có người truy cập vào mạng ở gần phòng làm việc, thì sẽ nhận được quyền truy cập vào máy tính của anh. Sau đó có thể từ máy tính của anh xâm nhập vào hệ thống máy chủ. Chỉ cần Benjamin gửi mã độc Trojan Horse cho X trong lúc chuyển dữ liệu thì sẽ thành công. Ai ngờ mánh khóe của anh bị X nhìn thấu, còn bị anh ta tính kế. Hóa ra, đối phương đưa cho anh mật mã đăng nhập là một trình theo dõi IP. Danh tính thực sự của Benjamin bị bại lộ, lập tức gặp phải truy bắt. May mà anh chạy đến đường tàu hầm nên tránh một kiếp. Benjamin thoát chết trong gang tấc trở về khách sạn, nhưng phát hiện Mark, Stefan và Paul đều bị bắn chết. Benjamin cầm 3 vỏ đạn từ hiện trường vụ án, nói với nữ cảnh sát, đây là mục đích tự thú của anh. Anh muốn nhận được bảo vệ nhân chứng, chỉ có cách này mới giữ được mạng. Đổi lại anh có thể giúp nữ cảnh sát tìm ra băng đảng tội phạm mạng và X. Nữ cảnh sát suy nghĩ một hồi sau đó đồng ý yêu cầu của Benjamin. Nhưng cấp trên của nữ cảnh sát cho rằng câu chuyện của Benjamin đầy sơ hở. Nữ cảnh sát quyết định thử một lần. Benjamin chuẩn bị tấn công từ tâm lý của X. Đầu tiên anh phao tin đồn trong giới hacker. X là kẻ phản bội chuyên làm việc cho chính phủ. Sau đó lại mạo danh thành X thừa nhận mình giám sát hacker và bán tư liệu của họ ra ngoài. Trong nháy mắt tin xấu về X bị mọi người khai trừ khỏi giới hacker. X tự phụ thẹn quá hóa giận đã bẻ khóa mật khẩu đăng nhập truy lùng xem kẻ mạo danh anh ta là ai. Lúc biết đối phương là Benjamin lại phát hiện mình bị lừa thì đã quá muộn. Benjamin dùng cách làm người để trả lại cho người. Trong lúc đăng nhập mật mã đã cài đặt trình theo dõi IP, vì thế cảnh sát nhanh chóng khoanh vùng vị trí và vây bắt X 19 tuổi. Nữ cảnh sát nói với Benjamin, đợi thêm mấy tiếng nữa anh có thể tự do với tên mới. Có điều trước đó, nữ cảnh sát quyết định điều tra câu chuyện mà Benjamin kể. Bà đến trước căn nhà của bà nội Benjamin lại thấy căn nhà vẫn ở đó và không bị thiêu cháy. Bà đi vào trong nhà, tìm thấy hộp thuốc Ritalin trong thùng rác. Nữ cảnh sát lại tới hỏi thăm Marie, nhưng Marie lại nói rằng đã không gặp Benjamin từ hồi cấp 2. Hơn nữa Benjamin là kẻ lập dị, cô còn lâu mới muốn có quan hệ với người này. Sau đó, nữ cảnh sát đến gặp bác sĩ của bà nội Benjamin. Bác sĩ nói rằng ông vẫn còn từng chữa trị cho mẹ của Benjamin. Mẹ của anh mắc bệnh tâm thần phân liệt, uống thuốc thì có thể khống chế một chút, nhưng cuối cùng vẫn không thể chấp nhận được tinh thần bị dày vò nên đã tự sát. Căn bệnh này có khả năng di truyền, mà Benjamin đã bị cô lập từ nhỏ. Thuốc hoặc sự việc kích thích đều có thể gây ra căn bệnh này. Nữ cảnh sát đến phòng bệnh của bà nội Benjamin, thì thấy 3 vỏ đạn trong hộp đã biến mất. Nữ cảnh sát trở về phòng làm việc, kiểm tra báo cáo thì đúng như dự liệu của bà. Vỏ đạn mà Benjamin đưa cho bà là từ thời kỳ chiến tranh thế giới thứ 2. Bà lại thấy tay phải của Benjamin có vết thương bị đinh đâm thủng. Hơn nữa cảnh sát cũng không tìm thấy thi thể của Mark, Stefan và Paul ở khách sạn. Sự thật chứng minh Benjamin mắc chứng rối loạn nhân cách, nhóm tên là Clay chỉ có mình anh. Vụ án mạng không tồn tại có nghĩa là Benjamin không được nhận vào bảo vệ nhân chứng. Benjamin đau đớn òa khóc, không tin mình sẽ mắc căn bệnh giống mẹ. Anh cầu xin nữ cảnh sát cho anh vào bảo vệ nhân chứng, nếu không anh sẽ nguy hiểm. Tuổi thơ bi kịch và nỗi bất lực hiện tại của Benjamin khiến nữ cảnh sát dấy lên tình mẫu tử. Bà bật khóc đau lòng không thôi. Do nữ cảnh sát phá được vụ án tội phạm mạng, tổng bộ không những khôi phục lại chức vụ cho bà mà còn tuyên dương. Vì thế, bà xin cấp trên chuyển Benjamin đến tòa án quận. Sau đó bà mở phòng máy tính, bảo Benjamin xâm nhập vào máy chủ thay đổi thông tin thân phận của mình. Đến lúc đó, bà sẽ nói Benjamin đã trốn thoát lúc đưa tới tòa án quận. Cảnh sát muốn bắt là băng đảng tội phạm mạng, còn Benjamin chỉ là vô danh tiểu tốt, sẽ không có ai truy cứu việc trốn thoát của anh. Trước khi Benjamin rời đi, nữ cảnh sát muốn biết ảo thuật viên đường của anh rốt cuộc biến hóa như nào. Benjamin lại biểu diễn một lần và tiết lộ đáp án. Hóa ra anh giấu 3 viên đường đi. Anh nói với nữ cảnh sát, thật ra mỗi người đều chỉ muốn nhìn thứ mà họ muốn. Sau khi Benjamin rời đi, nữ cảnh sát nhìn 4 viên đường, đột nhiên hiểu ra hàm ý của ảo thuật này. Bà nhận ra bà bị Benjamin lừa rồi. Sự việc cũng đúng như bà muốn. Nhưng bây giờ không ai biết Benjamin là ai nữa. Benjamin đoàn tụ cùng Mark, Stefan, Paul và Marie ở trên tàu. Thật ra anh không mắc chứng rối loạn nhân cách. Đây là một trò lừa kỹ thuật xã hội chống lại nữ cảnh sát. Hôm đó, Benjamin thoát khỏi truy sát đã trở về khách sạn bảo 3 người mau chạy trốn. Bởi vì anh bị X tính kế, thân phận thật đã bị bại lộ. Nhưng nhóm Mark lại không muốn bỏ mặc anh. Vì thế mọi người tìm tài liệu nữ cảnh sát phụ trách vụ án đó nhưng bị cách chức và quyết định ra tay từ phía bà. Benjamin cố ý kể câu chuyện đầy sơ hở cho bà nghe, để nữ cảnh sát tự đi tìm chứng cứ rồi hiểu lầm rằng Benjamin mắc chứng rối loạn nhân cách, mà thật ra vết thương trên tay Benjamin là thêm vào sau đó. Mọi người luôn chỉ muốn nhìn thứ mà họ muốn, hơn nữa họ lại nảy sinh lòng thương hại với kẻ yếu, cho nên mọi hành động của nữ cảnh sát đều bị Benjamin thao túng mà hoàn toàn không biết. Sau đó nữ cảnh sát biết mình bị lừa, nhưng bà đã nhận được thứ bà mong muốn. Bà cũng không tự tìm phiền phức
để truy cứu Benjamin nữa. Câu chuyện này nhắc nhở chúng ta, đừng bao giờ coi thường kẻ thất bại kém cỏi trong cuộc sống hiện thực. Họ rất có thể là kẻ mạnh trong không gian mạng ảo. Ok, bộ phim hôm nay đến đây thôi. Các bạn thích thì đừng quên ấn like và theo dõi nhé. Cảm ơn mọi người đã xem. Hẹn gặp lại.